một chiếc mâm gỗ mà có đến gần 100 năm tuổi thì trông sẽ như thế nào. Và xin chào các bạn, chúng tôi đang đứng ở trong một cái khuôn viên của một cái bảo tàng tư nhân. Và cái bảo tàng tư nhân này thì ở huyện Quốc Oai. Đầu tiên thì muốn giới thiệu với các bạn đó là những cái mâm gỗ đã có hàng gần 100 năm tuổi. Và trước đây thì các cụ ta sẽ dùng những cái mâm gỗ này ở trong những cái dịp ăn cơm hàng ngày, hoặc là sẽ là dùng trong các cái dịp đám cưới, đám hỏi. Các loại size, các loại số khác nhau sẽ phụ thuộc vào số lượng thành viên trong gia đình. Và nhìn vào chiếc mâm gỗ như này thì chúng ta cũng cảm nhận được cái tuổi của cái gỗ này nó đã có từ rất lâu rồi. Đây là một trong những cái mâm mà có lẽ là cổ nhất từ ngày xưa đến nay mà tôi được nhìn thấy. Nó đã phản ánh được rất nhiều những cái màu thời gian ở trên đây. Cái chỗ này là tôi là xếp toàn các cái đồ cổ. Đồ cổ thì vì cái chỗ để trưng bày của mình là nó rất hạn chế, cho nên là tập trung vào cái phòng thế này để trưng bày các cái đồ cổ. Thì nó có cả bát, đĩa, rồi là mâm đồng, rồi mâm gỗ, rồi ấm chén. Mâm gỗ của các cụ ngày xưa là thường dùng, để đến mình cũng phải có những cái là ngót nghét hàng trăm năm. Ngót nghét hàng trăm năm, đó là cái điều chắc chắn.